chứng minh gia hộ chúng con lâu đời lâu kiếp vì tánh hôn mê chẳng kia tránh tà gây nhiều tội ác tổn người hại vật. Hôm nay một dạ chế bày nguyện xin sám hối, nương mong ngoài đức từ bi tội trương tiêu trừ. Căn lành tăng trưởng cùng pháp giới chung sinh. Không dính bùn, không tanh hôi,
này đặc tính của nó là như vậy, mặc dù ở trong bụng. Cho nên Phật với ma cùng một gốc, nhưng mà cái khi lập hạnh tu khác nhau, cho nên thành ra Phật và ma ở hai cái thế đối nghịch. Còn ở trong cái con người chúng ta đây cũng có đủ tánh Phật và cũng có tánh ma. Cho nên có những lúc mà chúng ta có phiền não nổi dậy, thì cái khi mà phiền não nổi dậy đó là cái trường hợp ma hiện ra, là hiện ra cái thân của ma. Nhưng mà cái lúc mà tâm chúng ta thanh tịnh và trong tâm nó có đủ bốn cái đức gọi là từ bi hỷ xả, thì lúc đó là Phật hiện ra. Cho nên cái chuyện tu hành này của ta đó, tu theo kinh Pháp Hoa đó, là nên tu ở bốn cái đức này. Cái tu chính của chúng ta đó là tu cho được bốn cái đức từ bi hỷ xả, bốn cái này. Thì bây giờ trong bốn cái này đó, người ta bắt đầu tu là tu cái nào trước mà thuận đi. Các Phật tử nghiệm xem các mình tu cái gì. Thế nên là thầy đó, tu kết quả là ban đầu là thầy tu cái đức xả trước. Cái này là cần thiết nhất cho mình tu này. Xả tức là bỏ đi, nhớ không? Cái gì rồi mình cũng bỏ qua đi. Tại mình coi cuộc đời này nữa rồi, nó là giả tạm. Sống ở đây mấy chục năm rồi mình chết rồi, mình đổi qua đời khác rồi. Cho nên ở đây không có cái gì bền chắc hết. Cho nên rồi thôi cái gì mình cũng bỏ được. Cho nên tập bỏ bằng ngoài cách để bỏ. Mà hãy bỏ được á thì sao? Cái tâm chúng ta đó, nó sẽ không giận mà không tham. Bỏ đây thì bỏ cái lòng tham của chúng ta. Bỏ là không giận nó nữa. Tại mình biết rồi nó cũng chết thôi. Nên sự thật đó, nhiều khi nó làm chúng ta buồn phiền. Nhưng mà ta nghe nó chết rồi nữa, chúng ta cũng thấy tội nghiệp. Đó là sự thật. Cho nên ta biết nó rồi nó cũng chết, mà rồi ta cũng chết. Cho nên không bỏ được, phải bỏ. Từ cái chỗ đó là tập cái tâm xả. Đó là cái bước ban đầu đó, chúng ta tập tu hành. Ai làm cái gì mất lòng chúng ta nữa rồi, chúng ta tập bỏ đi, bỏ cho nó quen đi, bỏ qua đi, không cần nghĩ tới nó nữa. Thì chính là cái bước tu hành là đầu tiên ta phải tập. Rồi khi cái gì ta cũng bỏ được hết đó, thì bây giờ đó chúng ta sống ở trong chúng này, ta tu hành này. Tấm lòng chúng ta nó thanh thản, nó nhẹ nhàng. Đó là ở trên cái bước đầu tu đó, tập cho được. Ngài Di Lặc Bồ Tát, Ngài chỉ tu có cái tâm này, cái tâm xả này, tức là bỏ hết. Cái gì Ngài cũng cười được, cái gì Ngài cũng chấp nhận được. Cho nên Ngài sống thanh thản. Nên Đức Phật Thích Ca bảo rằng sau khi Đức Phật nhập diệt rồi thì chỉ có Bồ Tát Di Lặc mới giáo hóa này được. Mà ở đây muốn độ chúng sanh, muốn tu hành thì phải nương theo cái hạnh của Ngài Di Lặc, tức là xả cái gì chúng ta cũng bỏ, để cho nó nhẹ nhàng như này là thích hợp nhất ở trong thời chúng ta. Phải thời đây là sao? Ta gọi là pháp nhược ma cường, tức là cách Phật xa rồi, cái pháp lực nó yếu đi, còn cái ma lực nó mạnh. Tại vì ta bước ra đường thì ta nhìn ta thấy cái người hung dữ nhiều, cái người xấu nhiều, cái người nghèo đói nhiều. Tất cả những cái gì mà xấu trên cuộc đời ấy, là chúng ta thấy nhiều hơn. Mà nếu chúng ta không xả được thì cái này làm cho chúng ta nặng lòng ấy. Cho nên nếu muốn tu thì phải tập xả, tức là bỏ. Đó là cái tâm thứ nhất mà tập theo Đức Phật dạy chúng ta. Mà nhất là từ bản pháp từ chúng ta. Thầy tu được là nhờ thầy có cái tâm này. Khi mới ban đầu thì thầy thấy chung quanh cái gì bực mình, mấy ông thầy cùng tu chung nó cũng bực mình. Nên thầy là người Nam,
Nhưng mà cái khi thầy thấy mấy thầy ở ngoài Trung đó, vô trong này đó, rồi hút thuốc lá thì cũng không chịu, rồi uống bia thì cũng không chịu, rồi cười giỡn thì cũng không chịu. Thành ra cái gì mình cũng không chịu hết đó, thì tự mình khổ thôi. Bây giờ tu mình thả rồi đó, nên mình không nghĩ tới cái này nữa. Thôi ai hút thuốc cũng được, ai uống rượu cũng được, ai làm gì cũng được. Nhưng mà mình cố gắng mình tu hành cho chính mình. Mình tu hành cho chính mình chứ. Chứ bây giờ mình lo cho người ta đó, mình chưa lo được gì hết mà mình bực bội trong lòng rồi đó, thì mình đọa trước. Ông thầy kia muốn bia uống thuốc lá, ông chưa đọa, nhưng mà mình đã bực bội trong lòng rồi đó, là mình đọa một bước rồi. Mà mình nói ra một cái nữa đó, thì ông đánh mình nữa, còn khổ thêm cái nữa. Cho nên thôi, cái chuyện này chuyện của người ta, chuyện của thiên hạ, thôi không cần thiết cũng không. Rồi đã bước ra ở ngoài xã hội, mình còn gặp nhiều cái bất công, nhiều cái buồn phiền nữa. Cái bất công của xã hội nữa, thì thầy nói lúc nào cũng có. Nhưng mà nếu thấy cái nghiệp mình càng nặng á, thì mình lại càng gặp những cái bất công nhiều hơn. Cho nên có nhiều người tu hành mà đi hết chùa này tới chùa khác, tôi cuối cùng không bằng lòng được chùa nào hết. Tức là không có chỗ nào dung tâm. Mà hãy nghe lời Đức Phật tới xả rồi đó, thì chỗ nào ở cũng được. Nếu chúng ta có cái tâm mà xả, tức là chỗ nào ta ở cũng được, chỗ nào ta cũng có thể tu được, người nào ta cũng phải làm bạn được. Và khi chúng ta có cái xả tâm rồi đó, thì ta làm bạn với ai cũng được hết. Tại sao vậy? Tại vì ta không có quan tâm tới cái xấu của họ, ta không có nhìn cái lỗi của họ. Cho nên họ đối với ta nó ít nhất họ có cảm tình. Nên trên bước đường tu thầy có rất nhiều bạn xấu. Có nhiều người nói là tu thì cần bạn tốt, nhưng mà thầy nói trên bước đường tu thầy có rất nhiều bạn xấu. Đó là trên bước đường tu. Tại vì những người bạn xấu đó mà mình không có tìm cái xấu của họ, không tìm cái dở của họ đó, thì họ có thể chấp nhận mình được, họ có thể gần gũi mình được. Đó là một cái việc mà quan trọng. Nên có nhiều người không biết họ đã trong đạo tràng thầy chắc có lẽ là người tốt không? Thầy có nhiều người xấu lắm. Nhiều người xấu trong đạo tràng, thấy đắp đi vậy, mang đắp đi vậy cũng còn xấu lắm rồi, chứ không phải tốt đâu. Như vậy đó. Tại sao vậy? Tại vì có nhiều người xấu đi theo mình đó, thì mình mới biết là mình tốt hơn. Thầy nói như vậy thì đôi khi các tu sĩ nghĩ ngược rồi. Mà thường thường người tốt thì chơi với người tốt, chứ sao lại người tốt thì xấu. Cho nên người tốt đó, mà có bạn tốt thì chuyện này bình thường rồi. Cái này là cái người tốt mà bình thường. Cho nên bây giờ cái người tốt đó, thì mới chung được người xấu. Còn mình xấu đó, cho nên không ai tới với mình được đó. Các cuộc thử nghiệm xem. Không có người xấu ở với mình đó, thì thiệt ra mình chưa hẳn là tốt đâu. Chưa phải là rộng lượng đâu. Chưa phải là có cái tâm xả đâu. Tức là mình còn thấy cái xấu của nó, cho nên mình chung nó được. Nó ở với mình được. Còn bây giờ mình chung nó được, mình chấp nhận cái xấu của nó được, mình làm bạn với nó đó, thì cái trường hợp này đó, chính trong lúc đó mình chấp nhận được cái này mình có tốt. Trên cái bước đường tu hành nó trải qua nhiều giai đoạn mà thử thách đó, chúng ta phải làm. Mình dung được nó, mà khi dung nó thì sao? Ta lại tập được cái tánh của ta. Tại vì chúng ta muốn tu hành đó, thì chúng ta phải có cái đối tượng để chúng ta tu. Cho nên chúng ta muốn tốt, ta phải có người xấu mà, là ta mới tốt được. Cho nên người xấu mà không làm cho ta trở thành xấu, ta trở thành hư đó, thì lúc bây giờ ta mới tốt. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên thầy nói là người mà xấu á, ác á, thì không ở với ai được hết. Nhưng mà chỉ còn ở với người tốt được. Chứ người tốt á, thì người tốt ở cho họ cũng được, mà người xấu ở họ cũng được. Cái đó là người tốt.
thì ta tu theo kinh Pháp Hoa là như vậy. Cho nên là những người mà đi theo Đức Phật đâu phải là những người tốt hết. Cho nên Đề Bà Đạt Đa là cái người hại Phật, nhưng Phật vẫn giúp họ được. Cho nên Đức Phật là người tốt. Thì bây giờ ta muốn tu theo Phật, ta muốn tu theo kinh Pháp Hoa, ta muốn làm Phật ấy, thì ta cũng phải có cái tâm giống như Đức Phật. Nên Thầy thường hay nghĩ là Đề Bà Đạt Đa như vậy mà Đức Phật còn dung được. Đức Phật còn dung được. Mà bây giờ ta muốn làm Phật, ta muốn theo Phật thì ta phải học. Học theo cái hành của Đức Phật làm. Cái đó là chính các Phật tử nghiệm nha. Đó là trên cái đường tu. Mà nếu cao hơn một bước từ cái chỗ này đó, ta tu cái tâm xả được rồi. Khi mà chúng ta xả được rồi đó, thì bây giờ đó, kế theo cái tâm xả này đó, là cái tâm vi sanh ra. Ta tu được cái tâm thứ hai này là quan trọng. Cái tâm bi đây sanh ra là sao? Tại vì đó, tất cả những người hại ta, những người xấu ác này đó, thì ta biết cái hậu quả của họ không bao giờ tốt hơn. Cho nên kinh nghiệm tu này thì thấy này rất rõ. Tại vì cái hậu quả không bao giờ tốt, cái xảy ra trong cuộc đời họ đó không sớm thì muộn thôi, cái quả báo xấu nhất định phải tới, cái người xấu thì phải bị cái kết quả. Cho nên cái người mà tu thấp đó, thì khi họ xảy ra cái chuyện không may rồi đó, lúc đó ta mới trở nên tầm thương. Nên trong tám điều giác ngộ đó mà Đức Phật dạy chúng ta, cái người đến trước đây hại chúng ta, nhưng mà bây giờ họ rơi vào trong cái hoàn cảnh khổ đau, thì ta nên quên cái trước đây họ hại ta, mà ta nghĩ tới cái khổ đau của họ, ta thương, ta muốn cứu vớt đó, thì cái này là cái tâm bi chúng ta. Còn cái người thường á thì sao? Thấy nó hoạn nạn, nó đau khổ đó, thì chúng ta nghĩ rằng trước đây nó hại mình, cho nên bây giờ nó ra nông nỗi như vậy, nó đáng kiếp. Tay nó hại mình, bây giờ nó bị hại, cái chuyện này bình thường, ta gọi là nhân quả báo ứng là đáng kiếp. Đây là cái người không biết tu. Còn ta biết tu đó, hồi nãy nó hại chúng ta, mà bây giờ nó như vậy đó, ta sẽ ra tâm tư. Tại vì trên đời tu hành của Thầy đó, có nhiều người trước đây gây khó khăn cho Thầy, mà về sao xa xưa tôi thấy để tìm để giúp vì lý do này. Mà cái người đó xấu hơn nữa đó thì sao? Cái người mà xấu hơn này một bước nữa ta gọi là ma đó, thì bây giờ nó không có hại mình, nó không có hại mình, nhưng mà mình nghĩ tới một cái mình hại nó để được cho mình, đây là ma. Cái người thường á, nó hại mình hại nó. Còn người mà theo Phật tu hành á, nó hại mình, nhưng mà mình lại thương nó hơn. Nên cao lên một bước nữa đó, là bây giờ đó, nó đang hại mình đây, nhưng mà mình vẫn thương được nó đó, thì cái này mình tu cao hơn rồi. Tại vì mình biết cái luật nhân quả nó không thể nào chạy thoát. Bây giờ đó là nó chưa, quả chưa tới, cho nên nó vẫn còn ăn trên ngồi trước, còn hơn mình mặt này mặt khác đó. Nhưng mà mình biết đó, thế nào sau này nó cũng gặp khó khăn và nguy hiểm. Cho nên từ cái chỗ này mà mình khởi lên cái tâm thương, ở trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nó là nghĩ ngay ở trong lòng đấy, khi nào mà nó xa cơ thất thế, nó khó khăn đó, thì mình sẽ tìm tới mình độ nó. Như đây Đức Phật Hoa. Cho nên tất cả các Phật tử thấy cái tâm đó. Tại bây giờ đương nhiên nó không cần ta đâu. Bây giờ nó có quyền, có thế, nó thấy rõ. Nó hơn ta, cho nên nó giúp ta được. Nhưng mà ta tu hành đó, ta thấy ngay được cái tương lai. Cái tương lai, cái quả báo xấu sẽ tới với nó trong tương lai. Ta ghi ở trong lòng, ta nghĩ là mai kia khi nó gặp khó khăn,
mà ta có điều kiện được thì ta cũng tìm tới, ta sẽ giúp đỡ cho nó. Đây là cái người tu pháp hoa. Cho nên tu được cái tâm này là cái tâm bi. Tu cái xả thứ nhất, rồi nó kế tiếp theo đó sanh ra thêm được tâm bi. Mà cái người được hai cái tâm này rồi thì lúc bây giờ tuy là cái thân của họ chưa là hoa sen, nhưng mà thầy nói ít nhất nó cũng trở thành lá môn đó. Nên nhà quê chắc ai biết cái lá môn rồi, lá môn đổ nước cũng không dính, nhưng mà nó thua cái hoa sen là vì nó không có hương và nó không đẹp. Đây các Phật tử có nhiều người biết cái lá môn không? Biết cái lá môn cũng biết cái hoa sen, mà thầy nói cái này là lá môn thôi. Nếu tu được hai thân là được lá môn thì bây giờ nó rớt xuống nước đổ lá môn không có dính được. Cái người đã ở trên cuộc đời này mà không có cái cố chấp ở trong này, chỉ có cái tâm bi và tâm xả thôi, ta có thể sống được với tất cả mọi người. Người xấu cũng được, người tốt cũng được. Cho nên ta hành đạo thì gặp người xấu ta sống được, mà người tốt ta sống được. Người tu pháp hoa là vậy, nó khác hơn cái người tu theo nhị thừa là chỉ sống được với người tốt thôi mà không sống được người xấu. Ai chỉ sống được người tốt và làm bạn với người tốt thì ta gọi là nhị thừa, cái tâm nhị thừa. Còn ai sống được với người tốt và sống được cả người xấu nữa thì cái trường hợp này ta gọi là đại thừa, hay ta gọi là tu pháp hoa. Như vậy ta có hai cái tâm. Ít nhất đó là ta không cố chấp nó, cho nên nước đổ lên lá môn cũng rớt xuống, mặc dù chưa là hoa sen, tức là chưa có hương, chưa có đẹp. Nhưng mà ít nhất thì cũng không đến nỗi đáng chê đâu. Bây giờ muốn cho nó đẹp, muốn cho nó đẹp thì ta phải tô điểm thêm, tô điểm thêm hai cái tâm này. Cho nên tâm gì? Cái tâm hỷ. Cái tâm hỷ hay là cái tâm tự tiện? Cái tâm hỷ là tại vì chúng ta có cái xả rồi, cho nên mọi việc đối với chúng ta nó không còn vướng bận, nó không nặng nề nữa. Cho nên lúc nào trong lòng chúng ta cũng vui hết. Lúc nào ở trong lòng chúng ta cũng vui hết. Cái này cái tâm hỷ. Mà ở trong lòng chúng ta vui thì sao? Nó tô điểm lên trên thành cái nét mặt của chúng ta. Cái người nào mà trong lòng họ vui thì chúng ta thấy cái nét mặt họ đẹp ra. Đây là ở trên cái bước đường tu. Đây trong đời của thầy là lúc nào thì có vui cho nên lâu già. Nhiều người tưởng đâu là thầy già, thầy còn trẻ chứ, mà thực ra là thầy 66 tuổi chứ không nhỏ đâu. Nhưng mà nhờ không có buồn, không có giận, cho nên mặt nó ít có những cái nét nhăn nữa. Đây là cho nên trong lòng mình vui nó lâu dài. Mà nếu như mình dạy gì mà mình không vui, mình dạy gì mình buồn, mình lo để cho mau già mau chết của một cái kiếp người nữa. Thế là nên thầy nhìn thấy tất cả những người đồng tuổi với thầy mà già cũng tuần hết rồi thì thấy tội. Cho nên trên cái bước đường tu ai mà cái tâm lúc nào cũng vui thì cái trường hợp này ta gọi là cái nét mặt như là nở hoa. Cho nên từ cái lá môn này nó mà bắt đầu biến thành cái hoa sen. Ta đã biến thành cái hoa sen, biến thành hoa sen là tại vì ta vui, trong lòng chúng ta vui, cho nên ta được cái tâm thứ ba này là chúng ta biến thành hoa, biến thành hoa. Rồi từ cái chỗ này ta mới rèn luyện thêm, tức là ta tu cái tâm từ. Cái tâm từ này là cái sau cùng. Cái tâm từ là cái tâm gì? Cái gì mà chúng ta được rồi ta muốn đem ta tặng cho người khác. Cho nên chỗ này nó gọi là cái hương nó nở, có cái hương trong, cái hoa sen là cái hương trong. Nên cái hoa sen nó có cái đặc biệt là thường là tới 12 giờ đêm nó nói, nó mới tỏa cái hương, cái hoa sen. Cái hương của nó là nó tỏa sau cùng. Cái hương đó là cái gì? Tức là cái tâm từ của chúng ta. Cái tâm từ của chúng ta
Rồi khi ta tới với tất cả mọi người đó, ta mang tới cái buồn vui cho họ, mang cái an lành tới cho họ. Đây là cái chính trên cái đường tu. Mà ngay như bữa nay đó, thầy tới đây vậy, thầy đi giảng ở ngoài Thiên Thai chứ không phải là đây. Thầy đi giảng ở ngoài Thiên Thai, nhưng mà thầy nghe như sự thấm á, là nói các Phật tử ở đây nó trong thầy cũng có trong thiệt hay không. Cho nên thầy nghĩ chắc là mình tới đây đó thì mấy Phật tử tu Bát Quan Trai họ thấy mình chắc họ cũng vui. Và chịu cực ghé thêm một chút tâm để khuyến khích cho mình tu được đó, thì cái đó cũng được. Cho nên cái người tu theo kinh Pháp Hoa đó, đi tới chỗ nào là mình mang cái vui tới chỗ đó. Mà muốn mang cái vui tới cho chỗ đó thì trước hết trong lòng mình phải vui trước. Tức là tu cái tâm hỷ bên trong trước đó. Mà khi nào trong lòng mình thấy vui đó thì mình mới đi tới người ta. Còn khi nào trong lòng mình thấy buồn được thì đây là thứ nhất. Tại bây giờ ta chưa làm Phật, cho nên nó có lúc vui mà có lúc buồn. Thì khi nào ta tới thăm ai đó thì ta nên tới lúc mà trong lòng chúng ta vui, tức là nở hoa. Rồi từ cái chỗ này đó, mới có cái hương làm sao. Hương này là hương từ, cái tâm từ. Thì đây là một cái điều mà rất là quan trọng. Thầy nhắc mà tu theo kinh Pháp Hoa đó, là đầu tiên phải tu bốn cái tâm đó ở trong lòng. Thầy bốn cái tâm đó là bốn cái tâm của Phật. Thật ra Phật làm Phật đó, là nhờ có bốn cái tâm này. Thì như vậy đó, từng bước đó chúng ta phát triển bốn cái tâm này lên. Thì lần lần nó cho đến cái tâm này nó được trọn vẹn. Nó được vẹn tức là lúc nào đó nó vẫn tồn tại trong lòng chúng ta. Thì cái trường hợp này đó, ta làm Phật. Đây là ở trên lý thuyết thì nói như vậy. Nhưng mà tập đó, tập cho được lúc nào đó trong lòng chúng ta nó cũng có đủ bốn cái tâm này để mà ứng xử với cuộc đời. Ứng xử với cuộc đời, cái chỗ này đó đáng khởi tâm từ, đang khởi chỗ này đáng khởi tâm bi, đang khởi chỗ này đáng khởi cái tâm xả, ta khởi lên được để lúc nào cũng như lúc nào đó, ta được an nhiên, được tự tại. Thì đây là chúng ta tu theo kinh Pháp Hoa. Cho nên từ ở trong tâm này đó, mà hiện ra thân ở ngoài nó là hoa sen. Trong tâm này có bốn cái điều này rồi đó, thì ở ngoài chúng ta sẽ hiện ra cái thân mà hoa sen. Thì kết hợp lại đó, diệu pháp và liên quan, nên ta gọi đây là kinh diệu pháp liên quan. Kinh diệu pháp liên quan là những nói ở trong lòng chúng ta đó, là có một cái pháp thầm tâm di diệu bên trong, cho nên hiện ra cái tướng bên ngoài là thanh tịnh giải thoát, đó là hoa sen. Cho nên ta gọi kinh này đó là kinh diệu pháp liên quan. Cái nghĩa thứ nhất của nó phải là mẹ sanh ra các đức Phật đó. Trên cái bước đường tu đó, thì Đức Phật cũng là một mặt là phát triển cái bên trong của mình cho trở thành ra cái diệu pháp. Bên ngoài đó thì cái tướng hoa sen hiện ra là, cho nên nhìn cái tướng bên ngoài mà ta biết được cái tâm ở bên trong chúng ta tốt hay là không tốt. Trên bước đường tu đó này, cái điều này là cái điều mà rất là quan trọng. Cho nên tất cả các Phật tử đó, cần phải suy nghĩ, cân nhắc để tu. Thì hôm nay đó, thầy tới đây thăm đó, thầy nói một ít vậy thôi. Tại vì sau đây đó có một thầy giảng sư mà đi theo thầy